Tôi nghĩ rằng ở hiệp 1, các cầu thủ đã có đôi chút căng thẳng và e ngại khi phải đối đầu với một đội bóng mạnh như Hàn Quốc. Olympic Hàn Quốc là đối thủ rất mạnh. Dù thua, nhưng tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã cố gắng hết khả năng của mình. Chúng tôi xây dựng đội hình dựa theo điều kiện của cầu thủ cũng như đối thủ của chúng ta ngày hôm nay. Tôi là người chịu trách nhiệm về mọi thứ. Tôi xin cảm ơn các học trò vì họ đã thi đấu hết mình. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho trận tranh huy chương đồng sắp tới.